Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em làm một cái clip test nhanh cái con lọc xì Kenwood 7090, hàng xuất châu Âu, điện 220V ha, gửi cho một bác khách ở Tân Phú theo đơn đặt hàng trước ha. Thì về tổng thể em này còn rất là đẹp ha, mặt mũi cho tới nắp lưng. Nhưng mà riêng em ở đây thì cái đít cái nắp nắp đít phía dưới của nó thì nó có nó là sắt xi trắng, nhưng mà có vài chỗ lắm tấm bị đã bị tan cho nên em cũng đã báo khách luôn, khách cũng ok. Thì cái giá nó rất là rẻ, trong tầm giá chơi thì chắc ông cũng khá là hay, cũng ấm áp và rất là đẹp. Thì nó là màn hình nước ha, đèn nước rất là dài. Bác mua để lấy màn hình nước thôi, chứ bác đang chơi một cái con cao cấp hơn, chủ yếu là lấy nước cho đẹp đó. Rồi đây là hình dáng con Kenwood của bác khách đây. Nó có bị tì mòn một cái góc này chút xíu nè, nhưng mà để ý lắm mới thấy nha đó. Riêng với em thì đối với em thì những cái sản phẩm mà đã bị tan chút xíu như thế này không phải gọi là đẹp xuất sắc nữa anh em ha, chỉ là đẹp thôi, tương đối thôi đó. Có sao mình sẽ báo khách như vậy thôi đó. Cái này là dơ bẩn ha, này mình chùi sẽ hết thôi. Lưng chưa có bị cấn thì thật ra đa số đa phần những con hàng bãi về á thì những cái lưng nó sẽ bị nhiều cái dấu, có cái là bị thụng xuống luôn, cái đó là bình thường nha anh em, đừng nói tại sao nha. Những cái dòng CD Milner nó hay bị trình đạn, nó lại cái nắp lưng nó mỏng, còn những cái con QX10 đàn ông nè nó khó, rất khó thì cái nắp lưng nó rất là dày đó. Về phần nắp đít thì rất là ok đó, tổng thể con này thì rất là tương đối. Thì trong cái tầm giá chơi có sắp xỉ 4 triệu thì nó rất là ok rồi, hàng của Nhật ha, mặt mũi đẹp, size to, size 44 43-44 lực đó. Đèn nước đẹp, chất ấm áp. Đây em mà lớn tí nữa ha. Bây giờ em sẽ bỏ EQ đi. Đó là tiếng. Rồi, xin chào anh em ha. Thì những sản phẩm tối hôm qua em đăng, ví dụ những con S10 và những con đàn ông, thì sáng hôm nay nó đã bay hết rồi ha.
khách đã chốt hết rồi, chỉ còn lại một con S10 trơn và một con đàn ông 1500 rồi, 2 la mã thôi, không thùng shop thôi, còn bao nhiêu đã đi hết rồi anh em ha. Đó, những con đàn ông đã đi hết, chỉ còn hai con. Thì anh em nào có nhu cầu nữa thì cho đợt hàng sắp tới về. Nhưng mà sắp tới này về hàng nó lên rất là cao đây nè. Thì càng ngày những con QS10 trơn, 12 la mã, 3 la mã, 3 la mã limited lên rất là cao nha anh em ha. Giá lên rất là kinh khủng. Em cũng cố gắng làm hàng giá thực tốt cho anh em, nhưng mà hàng nó lên thì bắt buộc em phải lên theo thôi ha. Mong anh em thông cảm ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu đặt hàng trước những sản phẩm nào thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em rất nhiều.